Đã 4 năm qua có đi vòng quanh một vài diễn đàn thì thấy có một diễn đàn của một người Việt trong nước, mình thấy cái người này họ nói như thế này làm cho lại mình suy nghĩ cũng hơi nhiều, là cần phải thay đổi một thể chế để đem dân chủ vào cho Việt Nam. Phải nói là khi một cái người này họ nói cái câu này là mình không muốn nói tên ra nha. À, cái người này hình như là cũng từng theo Bác và Đảng. Mình thấy chụp cái hình có cái bộ đồ quân phục. Thì cái Bác này nói mình làm cho mình cảm thấy hơi đau. Tại sao mà một người mà từng theo Bác và Đảng mà lại suy nghĩ như vậy trên một cái cộng đồng mạng như thế này? Mình cảm thấy rất là buồn. Theo như lại mình nghĩ là người này, ông này chắc cũng ăn tiền hưu rồi. Mình là một người từng theo Bác và Đảng mà bây giờ phải đòi thay đổi một cái thể chế để đem cái nền dân chủ vào, thì đây là một cái sự sai lầm vô cùng to lớn. Vô cùng to lớn. Sai lầm một cách khủng khiếp. Có thể theo lại mình nghĩ là cái Bác này chắc không hiểu về vấn đề dân chủ như thế nào. Việt Nam mình cái thể chế rất là, phải nói là đâu qua đó nó rất là chuẩn mực. Tại vì mỗi một người công dân Việt Nam hiện nay theo như cái nhìn của Lợi Minh đó là chưa có biết về thượng tôn pháp luật, chưa có biết sống đúng theo pháp luật và xem thường pháp luật và lợi dụng pháp luật để đặng mà loạn lách. Nếu mà Việt Nam mà phải thay đổi một cái thể chế để đem dân chủ vào thì tôi thấy rằng đó là một cái sự mị dân, một cái sự sai lầm vô cùng, nó không thể nào chấp nhận được. Các bạn có nghĩ rằng Việt Nam thay đổi thể chế thì mới có thể đem được cái nền dân chủ không? Dân chủ hiện nay Việt Nam của mình là một cái đất nước gọi là dân chủ hơi bị ngon luôn. Các bạn có quyền ăn, có quyền nói, có quyền phát biểu và mọi thứ hết. Còn nếu mà thay đổi một cái thể chế mà đem dân chủ thì hãy nhìn cái bài học của Ukraine. Hãy nhìn cái bài học của Iraq, hãy nhìn cái bài học của Libya, hãy nhìn cái bài học của Syria. Các bạn thấy thay đổi một cái thể chế đâu có đem được cho dân chủ đâu, người dân và những cái xứ đó bây giờ tan nát hết trơn. Ngay cái Ukraine là một cái quốc gia nó có tam quyền phân lập, các bạn thấy họ thay đổi cái thể chế đó, bây giờ Ukraine trở thành một cái quốc gia gọi là nghèo khổ, còn tệ hơn Việt Nam nữa, khủng khiếp. Một cái quốc gia mà từng gọi là sản xuất được những cái vũ khí hạng nặng, từng sản xuất và bán ra nước ngoài mà bây giờ phải lâm vào tình trạng rất là khó khăn. Nhưng mỗi khi mà mình thấy một cái người mà từng theo Bác và Đảng rồi quay ra bất mãn ở trên những cái không gian mạng này, phải nói rất là đau. Mà đau là mình không hiểu những người này họ suy nghĩ cái gì. Mình không thể nào tưởng tượng nổi. Ngay cả Lợi Minh đi ra nước ngoài rồi mà Lợi Minh còn biết quay trở về với quê hương, với dân tộc, với tổ quốc, với đất nước con người Việt Nam. Và ngay cả những người này họ từng theo Bác và Đảng, bây giờ lại đòi là thay đổi một cái thể chế Việt Nam mới có thể đem dân chủ vào được. Tôi ngồi hôm qua tôi cứ suy nghĩ hoài, suy nghĩ quỷ. Mà cái diễn đàn của cái Bác này các bạn biết đó, mỗi lần mà ổng lên ổng chia sẻ tôi theo dõi 2 ngày rồi. Thì tôi thấy là mỗi lần ổng chia sẻ thì cái số lượng view, số lượng mà người ta vào diễn đàn khoảng từ 60 cho tới 80. Phải nói là wow. Không, cái Bác này tôi thấy là cũng lên thắt cà vạt mặc áo rồi đàng hoàng lắm. Mà ủng hộ cái tên gì Quy Đức á, các bạn biết ủng hộ cái tên Quy Đức, ủng hộ những cái thành phần dân chủ cụi, mà chụp cái hình thì thấy là mặc đồ quân phục giống như là hồi xưa trong cái ngành công an hay gì á, bộ đồ chắc chắn mà mờ mờ. Mình cảm thấy rất là buồn mỗi khi mà những cái người từng theo Bác và Đảng họ có những cái lời phát ngôn như vậy, thiếu cái sự chuẩn mực, nhất là những cái người mà bậc đàn anh, đàn cha, đàn chú đi trước
mà có những cái suy nghĩ như vậy phải nói là rất là buồn các bạn, rất là buồn. Nhiều khi mình, nhiều khi lợi mình đi chiến đấu với cái tụi bao quay, những thành phần mà ô hợp được, những thành phần mà cực đoan ở bên Mỹ và những cái đám dân chủ cụi nữa, mình không biết mệt mỏi là gì, mình không bao giờ cảm thấy sờn lòng. Mà mỗi khi mà nghe một cái người trong nước mà lớn tuổi mà từng theo Bác và Đảng phát ngôn như vậy, tự nhiên mình cảm thấy nó buồn, nó buồn mà từ khủng khiếp, suy nghĩ hoài không ra. Bởi vậy trên cái không gian mạng này, nhiều khi mình thấy một số những người mà từng đi theo Bác và Đảng lại có những cái hướng, cái nhìn về dân chủ rất là thiện cận. Tôi nói cái đường lối mà dân chủ mà đa nguyên đa đảng kiểu Mỹ mà áp dụng trên Việt Nam là quý vị chỉ có ngồi khóc mà kêu trời thôi. Tôi bảo đảm quý vị chỉ ngồi khóc mà kêu trời. Cây cột đèn nó còn có luật của nó, cái hành lang, cái lề đường, cái cây ở ngoài đường là nó còn có luật của nó, chứ không phải là như Việt Nam đâu. Chứ không phải là các bạn đang hưởng một cái thể chế Việt Nam hiện nay tôi nói là rất là thoải mái. Tại vì mình không biết, mình không có chịu thực thi pháp luật nó đúng thôi. Mạnh nay nó lòn lách, mạnh nay nó quyền lợi của mình thì cứ chồng chéo nhau, rồi chứ ai cũng muốn ưu tiên đi trước hết, ai cũng không có chịu xếp hàng chờ đợi hết. Rồi leo lên mạng rồi bức xúc, rồi cứ đổ lỗi tại chính quyền, tại chính quyền. Cái gì cũng tại ông chính quyền không. Bây giờ tôi thấy ông John F. Kennedy, ông có một cái lời nói rất là hay: đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho mình, mà hỏi mình đã làm gì cho Tổ quốc. Phải nói là cái câu nói rất là hay. Nếu mỗi một người công dân mình biết ý thức được điều đó, tôi nói Việt Nam ngày hôm nay rất là hùng mạnh, vô cùng hùng mạnh. Không có thế lực nào mà có thể đánh đổi, không có thế lực nào mà có thể làm cho suy yếu được Việt Nam cả. Bởi người Việt Nam của mình nhiều khi cũng còn những cái tư tưởng, tư duy nó rất là bảo thủ. Mình bị ảnh hưởng quá nhiều về vấn đề mà phong kiến, lão giáo và lão tử. Mình chưa có bỏ được. Luôn luôn thì bè phải, bè phái, bè đảng. Đoàn kết thì không có. Các bạn thấy người Hoa, họ đi đến đâu thì họ đoàn kết, họ lập làng, lập đô thị, họ giúp đỡ lẫn nhau. Còn người Việt mình thì không. Nó rất là đau lòng. Một cái đất nước đang sống trong hòa bình mà ngày hôm nay có người lại đòi thay đổi cái thể chế để đem dân chủ vào. Tôi nói phải nói là không thể nào tưởng tượng nổi. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Thay đổi cái thể chế để đem dân chủ. Các bạn nghĩ rằng Việt Nam nếu mà bây giờ thay đổi thể chế nó đem đến dân chủ cho Việt Nam à? Bây giờ các bạn có thể cho tôi ý kiến được. Thay đổi thể chế để đem dân chủ, nó loạn lên chứ ở đó. Việt Nam bây giờ mà cái kiểu giống như mà chưa gì hết mà tôi thấy hội nhóm mà nó đã loạn 12 sứ quân rồi. Nó đã loạn cào cào lên rồi. Không khiếp được chứ. Nhiều khi ở trên mạng này, nhiều khi có những cái sự việc mình nhiều khi hiểu không ra, nhiều khi cười ra nước mắt. Cái mà đau lòng mà mỗi khi tôi thấy những người mà theo Bác và Đảng á, cái mà tôi nói tới nó lui á, mà họ quay trở lại, họ đòi hỏi những cái sự việc rất là thiếu cái sự suy nghĩ, nhất là trên cái cộng đồng mạng này. Họ tham gia vào trong những cái chính trị trên cộng đồng mạng này, phải nói nhiều khi tôi thấy rất là đau lòng, rất là đau lòng. Nhất là những người lớn tuổi nữa chứ. Tôi nghe cái câu đó mà từ ngày hôm tối hôm qua tới bây giờ tôi vẫn còn suy nghĩ. Từ tối hôm qua mà giờ ở bên Mỹ, cái diễn đàn của cái ông này như tên là Thanh, tại vì có một số anh em có trong cái danh sách của tôi đó,
Bởi khi mà ông live stream á anh chị em các bạn, ông live stream là cái diễn đàn của ông nổi lên. Tôi vào tôi nghe hai lần, đêm hồi tối hôm qua là bây giờ bên Mỹ là tôi nghe lần thứ ba đó. Những cái phương hướng của ông nói chuyện tôi thấy nó không có tính cách xây dựng một cái đất nước mà nó chỉ đòi là thay đổi cái thể chế. Cái đó là tôi thấy là hơi bị, cái đó là quá mù quáng. Cần phải tìm hiểu về vấn đề dân chủ như thế nào. Mỗi quốc gia nó có cái nền tảng dân chủ khác nhau. Không thể nào đem cái dân chủ, nghe người ta nói dân chủ của Đức, của tụi Mỹ hay là của những cái quốc gia khác mà đem vào nghĩ rằng Việt Nam có thể giống như vậy, thì tôi nghĩ rằng cái đó là sự sai lầm. Sai lầm khủng khiếp. Các bạn thấy khi mà chính quyền Mỹ kéo quân sang Iraq là dưới cái khẩu hiệu là Liberty, có nghĩa là giải phóng nước Mỹ, giải phóng nước Iraq, xin lỗi. Mình nói nó lộn. Nó giải phóng, nó chửi con nước Mỹ rồi. Mấy ông bà que lên, ông chửi mình tan nát. Các bạn thấy khi ông Mỹ ông đi vô Iraq, ông nói là ông đi giải phóng Liberty Iraq, ông đi giải phóng Iraq. Ông vô, các bạn thấy cái thời của ông Saddam Hussein á, mọi dân tộc, mọi sắc dân đồ họ sống rất là yên ổn. Họ sống rất là hòa đồng, mặc dù cái bàn tay sắt của ông Saddam Hussein ông chỉ. Bởi vì cái văn hóa của cái Iraq đó nó cũng nhiều cái nét của nó, nhiều cái bộ tộc của nó rất là phức tạp. Thời ông Bush cha đó là ông đánh vô tới Baghdad rồi mà ông quay ra, ông biết là những cái phức tạp đó. Nhưng mà thời ông Bush con đó, ông Garfield với lại ông Dick Cheney, hai ông này rất là tài phiệt. Hai ông này muốn mần thịt ông Saddam mà. Cho nên mà tính toán sai lầm khi đánh ông Saddam Hussein. Về vấn đề mà vũ khí hóa học cuối cùng không có. Các bạn thấy không, khi sự sai lầm nó đẩy nước Iraq vào trong cái sự gọi là thay đổi cái thể chế, xong người Iraq chết chóc, rồi những cái mà sắc dân, những cái nhóm Hồi giáo, những cái phe nhóm Hồi giáo nó quay ra nó đập nhau, nó giết nhau tới bây giờ vẫn còn khủng khiếp. Bởi vì nhiều khi các anh em chúng ta lên mạng, chúng ta cần phải chia sẻ những vấn đề mà dân chủ, mị dân, mà mấy cái thành phần chống cộng cực đoan tụi nó kiếm cách nó tuyên truyền ở trên mạng xã hội một cách rất là láo khoét. Mà những người dân trong nước nhiều khi chỉ nghe dân chủ là tưởng đâu là cái dân chủ đó nó sẽ phù hợp trong đất nước của mình, và tìm cách để đặng mà truyền tay nhau những cái khẩu hiệu đó, thì tôi nghĩ là quý vị nên suy nghĩ lại. Đất nước của mình rất là bình yên với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, đất nước rất là bình yên, tôi thấy là rất là tốt. Trong khi đó Việt Nam mình hiện nay, các bạn thấy cái tầm nhìn chiến lược đối nội và đối ngoại rất, phải nói là rất là chuẩn. Mình góp phần vào trong cái những người lính bảo, người lính của Liên Hiệp Quốc, các bạn thấy đó. Bây giờ mình đi từng bước tiến một để đổi mới. Chứ giờ đòi mà thay đổi cái thể chế để đem dân chủ thì cái đó là tiếng Anh nó gọi là mission impossible. Cái đó là không thể nào mà. Cái đó là mị dân. Cái đó là xảo trá, là bịp bợm. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải cẩn thận. Chúng ta cần phải cẩn thận về vấn đề một số anh chị các bạn tham gia trên cộng đồng mạng này. Nó rất là nguy hiểm. Mình cần phải sàng lọc cái gì hay để mình học, cái gì đúng để mình học. Chứ không phải nghe người ta nói dân chủ đa nguyên đa đảng là bắt đầu cũng nhảy lên đòi dân chủ đa nguyên đa đảng, nhưng mà chẳng biết là cái đó là cái gì, chẳng biết, nó chẳng hiểu là cái gì. Trước khi mà nó có đa nguyên đa đảng dân chủ rồi, là mỗi một người công dân cái dân trí phải cao,
các bạn biết cái dân trí nó phải cao. Dân trí ở đây tôi nói một lần nữa, nó không phải là học vị. Dân trí ở đây nó là cái sự hiểu biết về sự ý thức cộng đồng, ý thức về thượng tôn pháp luật. Dân trí nó phải cao để đặng mình có thể mình thượng tôn pháp luật là phải chấp hành mọi luật pháp đó. Như tôi nói các bạn đi trên đường như ở bên Mỹ, vì một cái bảng stop nó 4 chiều như vậy, tới ở Việt Nam để bảng stop mà người ta cũng giọt ào ào ào, hay là tôi nói ngay cả đèn xanh đèn đỏ, dân Việt Nam của mình chạy qua giọt cái dù giọt cái dèo, tôi về tôi đi xe ra nó quay qua mà mình cũng ngừng lại đèn đỏ rồi, nó quay qua nó chửi ụ quá, bộ nó chửi mình ụ quá, mày sao không chạy, không có xe không chạy, mình cũng quay qua, mình tại mình quen rồi, mình chấp hành luật lệ nó quen rồi. Các bạn thấy không, các bạn bên Mỹ, các bạn biết những cái quốc gia mà phát triển, tôi nói như Mỹ, một cái bảng gọi là four way stop, có để không có đèn xanh đèn đỏ, không cần biết ở đó có xe hay không, anh tới đó là anh phải ngừng, anh phải thực thi pháp luật như vậy đó anh. Cái vấn đề mà dân chủ mà thật sự mà theo cái kiểu mà những cái quốc gia tư bản đó, là nó phải thượng tôn pháp luật, mọi thứ gì nó cũng phải có cái kỷ cương của nó. Còn Việt Nam mình bây giờ tôi thấy các bạn, tôi về tôi thấy đời sống mọi luật pháp cái gì mạnh ai nấy lách luật rồi. Người nào lách không được bắt đầu lên mạng khóc, trời ơi sao ông chính phủ không làm cái này cho tôi, cái Thủ Thiêm cướp đất của dân. Nếu mà đất nước không đổi mới phát triển thì những cái đó nó đâu có tồn tại, nó đâu có giá trị gì hôm nay đâu. Các bạn thấy, nói về vấn đề tôn giáo ở bên Mỹ cũng vậy, các bạn biết cái người mà đi làm tôn giáo đó, một cái tổ chức nào cũng vậy, nó phải xin giấy phép, nó đều có giấy phép đó, cái license, nó gọi là license. Cái người đi bán bưng, cái người đi bán mà bán bưng á, họ đi bán họ bưng đó, họ bán bên này nó bưng thì không phải, họ có giấy xe họ đẩy á, họ cũng phải có xin có giấy phép, cái license. Các bạn ở bên Mỹ á, tôi nói ngay cả một cái bảng hiệu mà treo ở trên cái cửa tiệm đi, như vậy đó là cũng phải xin phép đó, nó xin cái permit, chứ không phải như là muốn treo là treo đâu nha, không phải là muốn treo là treo đó. Còn Việt Nam anh chị em các bạn thấy muốn treo à, muốn treo cỡ nào treo, muốn treo bự, treo nhỏ, treo lớn, treo cao, treo thấp. Các bạn thấy một cái bảng stop bên Mỹ như vậy, nó phải có cái kích thước bao nhiêu, cái bảng nó bao như thế nào, và cái những cái mà cửa tiệm cửa hiệu đồ cũng vậy, anh phải để đúng cái cốt là cái luật định của cái địa phương nó đưa ra, chứ không phải anh nghĩ là anh có tiền tôi muốn làm cái bảng cho nó hoành tráng lên chà bá đó. Tiếng Việt của mình rất là hay nha, chà bá bự chà bá lên là tôi là ngon. Không phải như vậy, các bạn thấy không, nó đều có một cái khuôn khổ của nó hết, nó nằm chỗ nào, những cái khẩu hiệu, những cái cửa tiệm đồ cũng vậy đấy. Các bạn thấy một cái bảng stop để như này là mình phải ngừng, dù là hai bến không có xe nhưng mà nó gọi là này là nó đều có stop mỗi chiều hết, là mình phải ngừng, không cần biết có xe hay không anh phải ngừng. Ở Việt Nam là mình vô tới chừng đông nhau cái ầm, trời ơi tại ông cộng sản ỵ không ra cũng tại ông cộng sản. Bởi nhiều khi nói, nhiều khi mấy ông mà chấm cộng rồi, những người không thích nói thằng này nó bưng bô này nọ, mình thấy tội nghiệp ông nhà nước mình khủng khiếp luôn, rất là tội nghiệp là phải lo cho dân, rồi phải đối nội đối ngoại đủ mọi thứ mà cũng bị dân kéo ra chửi, mà cũng xuống phải hỏi ý kiến dân, cứ hỏi ý kiến mấy ổng lâu mấy ổng phải hỏi ý kiến dân. Dân làm gốc. Màng ơi, tôi thấy ấn chờ đậu. Thôi thì có đôi lời chà gửi đến anh chị em các bạn trong một cái gửi về với quê hương những cái sứ điệp.
Tại hôm qua thì Lê Minh nghe cái câu chuyện của cái bác Thanh này. Ông tên Thanh, ông này ông người Bắc. Ông người Bắc. Ông tên Thanh mà tôi quên là Thanh gì rồi. Tôi theo dõi diễn đàn ông 3 lần rồi. Tại tôi thấy có mấy người trong cái list của tôi á, mỗi lần mà lên nói cái nó xuất hiện, nó hiện lên, tôi vào tôi xem 3 lần. Anh chị em các bạn, anh chị em các bạn thấy bên Mỹ á, ngay cả người ta trồng cái cây cũng vậy nữa. Một cái cây ngoài những cái công cộng như vậy nè, là các bạn phải biết là phải trồng đúng luật. Chứ không phải là muốn trồng đâu là trồng luôn nhá. Các bạn thấy không? Nó đều có một cái khuôn khổ pháp luật của nó. Các bạn thấy những cái bản stop nữa. Và những cái nơi mà đậu xe cũng vậy. Nó đòi hỏi phải kích thước bao nhiêu. Và nơi đậu cho những người mà gọi là tàn tật. Cái chỗ này á, để tàn tật vậy gì? Nhưng mà tôi mà không có cái giấy phép để đậu gì. Cái giấy phép cái hình này gì? Các bạn biết nó phạt nhiêu không? Nó phạt nhiêu không? 350 đô á. Cái bảng này nè, hàng cảnh sát thấy nó để là mình đậu vậy là mình sai luật. Các bạn nói đâu ai dám đậu đâu, không ai dám đậu, chỉ có những người mà tàn tật người ta mới được đậu. Nó đòi hỏi một cái parking lot, chỗ đậu xe cũng vậy, nó đòi hỏi mà cái kích thước bao nhiêu. Mà các bạn biết một cái sân mà gọi là cái một cái nơi đậu xe cũng vậy nữa, cái người chủ của cái cửa, cái họ làm chủ cái khu như vậy đó, họ đòi hỏi là anh phải rating, là anh phải làm sao mưa nó đổ xuống như thế nào, dốc làm sao, và anh phải làm đúng những cái luật. Chứ không phải Việt Nam là anh cứ ban ra chỗ nào anh ban đâu. Anh phải đào ống cống để nó thoát nước. Anh chị em các bạn thấy không? Nó thoát nước. Và để khi mà mưa lớn lục đó nó thoát. Nó phải có những cái chủng để nó thoát những cái ống cống như vậy. Đấy. Nó ống cống như vậy. Các bạn thấy không? Chứ nó phải giỡn đâu. Ở bên Mỹ mà cái gì nó cũng có luật của nó hết trơn á. Cho nên các bạn thấy người ta làm ăn buôn bán những cái khu mà chợ búa như vậy đó, thì các bạn thấy đâu có khu nhà ai ở đâu. Cho nên chính phủ rất là dễ kiểm soát, rất là dễ kiểm soát. Còn khu mà ở đó thì nó nhà thì nó ra nhà, khu ở thì nó ra ở. Chứ nó không có lộn xộn được, nó không có tùm lum tà la trong đó. Còn Việt Nam mình thì khác. Cho nên nó cũng gây đến nhiều khó khăn cho cái ông nhà nước quản lý. Cho nên tình trạng mà các bạn thấy về vấn đề Việt Nam mà buôn bán vỉa hè đồ này kia. Đấy, các bạn nhìn thấy. Nó cái chỗ đậu xe người ta nó cũng điều ra đâu ra đó hết. Người ta đổ và người ta xây. Nó đòi hỏi phải có kỹ sư về địa chất. Để đặng mà nó rấy đi, có nghĩa là nó đo độ cái thế nào. Và cái người mà người ta ban nền ra, nó làm sao để cho nó đúng. Các bạn thấy Mỹ luật pháp nó đâu phải giống như cái kiểu mà ở Việt Nam mình mà các bạn tự ý nghĩ trong đầu sao rồi cứ làm vậy thôi.